chú luôn quý vị, bạn thấy không? Cameraman bóc bóc tại dưới cũng có nữa, cameraman. Đi bắt nước nước lớn nó khỏe hơn đi bắt nước ròng quý vị các bạn. Camera mềm nó lội không nổi. Nước ròng công nhận sình quý vị các bạn, lội rất là mệt. Tại vì nó lúng dữ lắm. Cũng kinh khủng. Có sức mới đi được. Camera mềm nó còn trẻ quá. nó chịu không thấu. Quý vị và các bạn xem video clip hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người xem để cho cameraman nó có động lực nên nó đi quay tiếp cho quý vị và các bạn xem. Và vậy với cameraman nó cũng là một cái cánh tay đắc lực đó quý vị và các bạn. Không có cameraman nó quay là quý vị và các bạn đâu có video clip xem. Bởi vậy quý vị xem hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh quý vị và các bạn để cho cameraman nó có động lực nó làm. Đây nhiều lúc cũng thấy thương lắm quý vị và các bạn, lũi thổi hai cậu cháu Mr. Black và cameraman. Thấy cameraman nó nằm ở nhà cũng buồn, rủ nó đi, nó biết lúc này nó cũng ghiền luôn rồi quý vị các bạn, ghiền quay phim. trong tương lai là nhà biên tập thôi quý vị các bạn, nhà biên tập, nhà đạo diễn luôn đó. Đang cố gắng lên hai cameraman, rồi qua đây.